Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhập kho và xuất kho hàng hóa theo cụm trên phần mềm kế toán Smart Pro 5.0. Thì hình thức này thường được chúng ta sử dụng khi mà cho các doanh nghiệp mà chúng ta sử dụng lắp ráp và đóng gói mà chúng ta bỏ qua cái chi phí nhân công. Ví dụ như chúng ta bán một cái bộ máy tính thì phần mềm nó sẽ tự động nó xuất ra là RAM, bàn phím, chuột đồ này kia đó. Thì để xuất kho theo cụm và nhập kho theo cụm thì đầu tiên chúng ta sẽ vào mục 2 hệ thống danh mục. Chúng ta sẽ vào mục số 7 danh mục cấu thành sản phẩm. Ở đây chúng ta sẽ nhấn nút Ctrl N và chúng ta khai báo vào mã hàng hóa mẹ. Ví dụ như ở đây mình để là máy tính. Mã hàng hóa con, ví dụ men số lượng 1, màn hình 1, ví dụ RAM 1. Đây thì ví dụ như mình đang khai là cái máy tính này thì gồm có men, màn hình và RAM. Thì có nghĩa là khi mình xuất bán cái máy tính thì phần mềm nó tự hiểu là nó sẽ tự động xuất kho những cái phần này ra cho chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta sẽ khai vào đây trước, chúng ta lưu. Ok. Rồi sau khi khai xong rồi, chúng ta sẽ vào mục 2 hệ thống danh mục. Chúng ta vào các loại chứng từ. Chúng ta sẽ đến các cái phiếu, chúng ta sẽ đến hóa đơn bán ra của chúng ta. Chúng ta ấn F6, chúng ta đến cái cột là xuất kho theo cộng ha, SK xuất gạch DM. Ở đây chúng ta sẽ để chữ C. Và ví dụ như chúng ta có theo dõi là nhập kho theo cộng thì ở chỗ phiếu nhập kho xuất kho theo cộng này chúng ta sẽ để chữ N. Còn ví dụ như mình không có theo dõi nhập kho theo cộng thì thôi ha. Mình nhập kho theo từng linh kiện một thì mình không cần phải nhập kho theo cộng. Còn ví dụ như mình nhập theo từng cục máy tính luôn thì mình sẽ nhập kho theo cộng luôn. Rồi sau khi khai xong thì bắt đầu chúng ta sẽ vào mục hàng hóa. Chúng ta vào hàng hóa chung. Thì ở đây chúng ta sẽ đến cái thành phẩm mà tổng của chúng ta, cái mã máy tính này, chúng ta sẽ F6, chúng ta đến cột ký hiệu, chúng ta Enter. Ở đây chúng ta sẽ để là chữ cộng ha, CUM, không viết hoa, không dấu. Rồi, vậy là chúng ta đã khai báo xong. Và bắt đầu bây giờ chúng ta sẽ nhập phát sinh và chúng ta dùng hóa đơn bán ra. Ví dụ thì chúng ta cũng nhập như bình thường. Đây, chọn số lượng được 1, đơn giá ví dụ như 6 triệu. Chúng ta F12 chúng ta lưu. Và sau khi chúng ta lưu thì chúng ta sẽ mở sổ chứng từ gốc và chúng ta kiểm tra lại. Thì đây, khi mà chúng ta bán cái máy tính đó, thì phần mềm nó tự động nó xuất ra men, màn hình, RAM theo cái cáo mà chúng ta khai báo. Thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta nhập kho cũng vậy. Nếu mà chúng ta có nhập kho theo cộng ha, chúng ta có nhập kho theo cộng thì cũng tương tự như vậy. Chúng ta nhập một cái máy tính. Đây. Đây thì nó sẽ tự động nó nhập kho theo cụm cho chúng ta là những cái mainboard, màn hình, RAM vào cho chúng ta luôn ha, nếu mà chúng ta có nhu cầu nhập kho theo cụm. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách nhập kho và xuất kho theo cụm trên phần mềm kế toán Smart Pro 5.0. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.